Mein Gott, Dominik, du ihn versuchen. I want to ask her, will we win, but a quick round for the moon. Tricky. Hello. Can you hear me? Yes, lava loon everywhere. Lavaloon with, Evoros and Kanai with every deck. Hello, I'm Brazilian. Hey, Victor Mara. Yes, yes, okay. Nobody come in. I'm scared about them. Nobody. Nobody is going to be here. Sao sao lại làm buồn như này? Vẫn đang đợi phút mà. Nhưng hiện tại đang ở top 2 thì sẽ từ từ. Nhưng đừng chút. Chúng ta còn hơn 1 tiếng 9 phút nữa này. Các cái mùa đông ấy, đâu có mùa hè chứ, nên thời gian thời gian là mùa hè. Nó sẽ kết thúc vào tháng 4. À quên, kết thúc vào 4 giờ rồi chứ. Bình thường là chúng ta đã kết thúc vào 3 giờ chiều theo giờ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ là kết thúc theo... Kết thúc giờ vào lúc 4 giờ theo giờ Việt Nam. Không vào trụ nổi. Vào thích quái là được anh em. Sparky không vào được chứ. Khi mà có Stone Stone. Do you like bad evolution? No, no. I have to. Thank you.
Yams. Great job. Anh nghĩ trận này Yang ăn được. Mình nghĩ là ăn. Mình nghĩ là ăn được. Nhưng hơi khó. Bởi vì là vừa Toredo vừa Tombstone. Toredo chắc chắn là dùng Toredo. Bởi vì là bên kia họ rất sợ bị thua bị dùng Earthquake cho Tombstone. Yagi. Có hot như là đẩy kiểu gọi là dây ở một cycle hai kẻ luôn. Đang có lợi thế hơn một chút vì anh ta đánh được cả hai làn, có lợi thế hai làn và có lợi thế một chút. Higashi anh ta chưa đánh tiếp được King Tower và hai trụ của anh ta thì anh ta chỉ tấn công ở bên trụ bên trái. Rồi trụ đánh tiếp được rồi, nhưng mà nó cũng hơi muộn, mình nghĩ là hơi muộn. Oh my god, I got the home. Hi bro. Good job, Yan win for sure. Let's go, Yan.
Ok. Đến lúc là spam loạn hết cả lên rồi. Let's go, yeah. You can do it. Đèn hết đường kìa. Ôi, bắt được khu thằng nhóc này rồi. À, slots là slots. Ok, last moment game fan is Agony King. Agony King. Chicker. Damn it. Why he got really unlucky, man? So we play the jungle and we're very happy. You're feeling good. Thanks for watching, guys. I'll see you next time. I think top one is too long. We have 4 minutes left.
livestream ấy. Vâng.